Xin chào mọi người, mình là Nguyễn Loan và hôm nay thì mình sẽ trả lời một số cái thắc mắc cho các bạn về nám tàn nhang cũng như là cái cách điều trị nám tàn nhang. Đó, thì số điện thoại của mình là Nguyễn Loan 0985 38298. Mọi người có thể liên hệ trực tiếp hoặc là inbox Zalo, Facebook cho mình nhé. Và chị em biết rồi, cái nguyên nhân nám tàn nhang thì nó từ hai yếu tố thôi. Thứ nhất là yếu tố bên ngoài là do ánh nắng mặt trời, do môi trường. Đó, chủ yếu là do những cái tia UV tia cực tím mọi người nhé. Còn bên trong chủ yếu là do nội tiết của chị em, ví dụ như là sau sinh hoặc đến độ độ tuổi lão hóa đấy. Rồi là do chị em thiếu chất nữa nên là cơ thể nó dẫn tới là nó bị suy giảm nội tiết, nó dẫn đến là đẩy nám tàn nhang ra bên ngoài. Thì đó là chỉ là hai nguyên nhân thôi, bên trong và bên ngoài. Thì mọi người sẽ thấy là bên ngoài thì mọi người thấy đi đâu thì mọi người nên sử dụng kem chống nắng và sử dụng những cái biện pháp bảo vệ da cũng như là dùng cung cấp ẩm cho da, dưỡng da đúng không ạ? Đó, bên ngoài nó chỉ chiếm tầm 20-30% thôi, còn chủ yếu sẽ ra là do nội tiết từ bên trong quyết định. Và cái cách để chúng ta điều trị nám từ bên trong như thế nào thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp cho mọi người nhé. À, bên trong cơ thể của chị em cực kỳ là quan trọng luôn. Và có rất là nhiều bạn hỏi mình là sau sinh có nên sử dụng những cái sản phẩm mà bổ sung hay không. Có rất là nhiều bà mẹ nhầm lẫn rằng là khi mà sau sinh chúng ta đang cho con bú, chúng ta sợ rất là ngại sử dụng cái sản phẩm này, sản phẩm kia. Và nhiều người gọi là bổ sung linh tinh hoặc là uống vớ vẩn đấy ạ. Nhưng mà thực ra không phải nha mọi người. Sau sinh là khoảng thời gian mà chúng ta bổ sung, chúng ta sẽ lấy lại làn da, vóc dáng, nội tiết nhanh nhất. Bởi vì sao? Thứ nhất là sau sinh các bạn thấy là cơ thể chúng ta nó đang bị thiếu hụt rất là nhiều. Nếu mà các bạn bổ sung vào, cơ thể nó lấy lại rất là nhanh. Nên là ví dụ như nếu mà bạn nào đang bị nám này, khô hạn sau sinh này, các bạn bổ sung vào các bạn sẽ thấy là hấp thụ rất là tốt. Đó, hấp thụ rất là nhanh. Nhưng mà khi mà đúng chúng ta đến độ tuổi tiền mãn kinh rồi, chúng ta bổ sung các bạn sẽ thấy là nó chậm hơn rất là nhiều so với những bạn sau sinh đúng không ạ? Đó, nó là sự khác nhau là như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải bổ sung hàng ngày, hàng tháng, hàng năm. Đó, hàng tháng, hàng năm chúng ta nên bổ sung. Đó, mình nói hàng ngày là theo lộ trình thôi, chứ còn các bạn chỉ cần bổ sung theo năm thôi. Ví dụ đối với những bạn mà đang bị nám tàn nhang thì các bạn sẽ có lộ trình riêng, hoặc những bạn để bổ sung mà ngăn ngừa nám lão hóa da, tăng cường nội tiết cho cơ thể thì chúng ta sẽ sử dụng những loại riêng. Thì trong video hôm ngày hôm nay thì mình sẽ trả lời cái câu mà rất là nhiều bạn hỏi là chị ơi, em nghe nói là tinh dầu hoa anh thảo rất là tốt, thì cái sản phẩm này em đang bị nám này thì em có điều trị bằng cái tinh dầu hoa anh thảo hay không? Rồi có bạn hỏi mình là chị ơi, cái vitamin E thì nghe nói là dùng rất là tốt, mình đang bị nám mà bị nám lâu rồi thì mình dùng vitamin E thì nó có hết được nám hay không? Rồi nhiều bạn hỏi là em ơi, sữa ong chúa dùng tốt như vậy thì chị đang bị nám thì chị có sử dụng được hay không? Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giải đáp mọi cái thắc mắc cho bạn nhé. Thứ nhất là các bạn biết là tinh dầu hoa anh thảo rất là tốt rồi, thì trên tay mình đây có tinh dầu hoa anh thảo của Hàn Quốc này, tinh dầu hoa anh thảo của Úc này. Cái dòng tinh dầu hoa anh thảo thì nó là một cái loại mà hoa anh thảo nó được chiết xuất tinh dầu ra đấy. Mọi người sẽ thấy là cái quá trình mà làm ra được cái tinh dầu hoa anh thảo thì mọi người thấy là sử dụng cái loại hoa đấy cực kỳ là tốt luôn rồi, vừa giúp cho chúng ta ngủ tốt này, điều trị các bệnh về bên trong, ví dụ tim mạch này, hoặc là các bạn thấy là nội tiết của chị em nó bị thiếu. Và hầu như là các bạn thấy là đi, nếu mà đi nhiều cái phòng khám phụ sản thì mọi người sẽ thấy là ở đâu người ta cũng đặt một cái hộp, vài hộp tinh dầu hoa anh thảo. Bởi vì sao? Nó hỗ trợ về nội tiết, về cân bằng hormone nữ rất là tốt. Ví dụ như mọi người đang bị nội tiết kém này, đang bị khô hạn này, rồi là đang bị cái vấn đề gọi là chậm có thai đấy, tức là chúng ta bị cái vấn đề gọi là hiếm muộn, thì chúng ta đều có thể bổ sung được cái hàng này, nó sẽ cân bằng nội tiết cho chúng ta rất là tốt luôn đấy. Hoặc là đang bị mụn do nội tiết đó thì chúng ta sử dụng cái tinh dầu hoa anh thảo rất là tốt. Nhưng mà nếu như mà chúng ta đang bị nám tàn nhang, mà nhất là những bạn mà đang bị lâu, thì các bạn thấy là sử dụng hoa anh thảo thì nó có thấm không ạ? Nó không bao giờ mà hết nám được cho mọi người đâu. Đó, cái nội tiết của mình nó được cấu tạo, được kết cấu từ rất là nhiều vitamin, khoáng chất, được rất là nhiều yếu tố luôn. Nó không phải là mình hoa anh thảo mà nó sẽ trị được nám cho mọi người đâu. Đó, hay là vitamin E, hay là sữa ong chúa cũng vậy. Đấy, ví dụ sữa ong chúa thì nó giúp cho các bạn da rất là căng đấy, người rất là khỏe đấy, da rất là hồng hào đấy, dùng hai tuần thôi đã thấy da hồng hào rồi. Hay là vitamin E dùng xong thấy là da nó mướt rồi, nó mịn rồi, bởi vì nó là hầu như trong tất cả các thành phần làm đẹp rồi mà, đúng không ạ? Nhưng mà sao ạ? Nhưng mà những cái loại này các bạn thấy là các bạn chỉ dùng một loại thôi thì không bao giờ mà nó điều trị được nám cho mọi người đâu. Nếu mà điều trị, ví dụ như nếu mà muốn bổ sung đẹp da thì mình khuyên các bạn nên sử dụng cho mình, một là hoa anh thảo, hai là các bạn đây bổ sung vitamin E đấy, ba là các bạn có thể sử dụng sữa ong chúa đấy. Các bạn thấy là da rẻ hồng hào đẹp mịn rất là thích đúng không? Nhưng mà nếu mà đã bị nám rồi thì các bạn nên sử dụng những cái loại viên uống tổng hợp cho mình. Viên uống tổng hợp là sao ạ? Trong đó nó có đầy đủ những cái loại
vitamin khoáng chất đầy đủ cho mọi người, cấu tạo nên nội tiết, nó giúp cho mọi người cơ thể nó khỏe, đầy đủ các vitamin khoáng chất, đầy đủ chất luôn, đầy đủ dinh dưỡng luôn, nó sẽ giúp cho mọi người là khỏe da, trị nám, điều trị nám, sáng da và mờ nám tàn nhang dần đi. Đó, chứ không mình vitamin E, mình tinh dầu hoa anh thảo hay mình ong chúa thì các bạn sử dụng làm sao mà nó điều trị hết nám cho mọi người được. Đó là cái vấn đề nám tàn nhang mà chị em nên nên lưu ý. Ví dụ như các bạn thấy là trị nám này, viên uống trị nám của Nhật các bạn thấy là nó xuất phát, ví dụ Chasino đấy, nó rất là nổi tiếng đấy, nó được chiết xuất từ rất là nhiều các loại. Đấy, các bạn thấy là chất này chất kia, bảng thành phần của nó rất là dài. Hay là mọi người thấy là sử dụng rất là nhiều ở Việt Nam mà mình bán cũng rất khá là lâu rồi, đó là cái sản phẩm sâm tú nữ, nó cũng rất là nhiều thành phần đúng không ạ? Đó, mọi người nên sử dụng, đại loại là mọi người nên sử dụng những cái loại mà nó là như vậy. Hay là nhiều người có thể nó hỏi hỏi mình là sử dụng collagen nó đẹp da nhưng mà chị đang bị nám thì nó có hết nám hay không? Đấy, da nếu mà da của bạn đang không được căng bóng mịn mịn thì mọi người lại sử dụng collagen. Nhưng mà nếu mà để trị nám mà uống collagen mà hết được nám cho mọi người thì là không có rồi. Collagen nó là một phần chiếm 1/3, nó là dạng protein chiếm 1/3 trong cơ thể chúng ta, rất là quan trọng luôn. Da nó có mềm hay không, xương khớp có dẻo dai không phụ thuộc vào collagen rất là lớn. Nhưng mà để mà làm đẹp thì chúng ta bổ sung collagen thôi, chứ còn đang bị nám mà điều trị nám thì mọi người dùng collagen không được hết đâu. Đó là những cái sai lầm mà rất là nhiều chị em đang gặp phải luôn. Hôm nay thì mình trả lời hết tất tần tật cho mọi người luôn, không có là mọi người lại cứ ngỡ là mình uống collagen để hết nám, hay là uống vitamin E mà hết được nám, hay là dùng tinh dầu hoa anh thảo mà hết được nám là không có đâu. Đó, nên là mọi người là phụ nữ thì mọi người nên tham khảo cái video ngày này của mình, và để điều trị nám thì mọi người thấy là kết hợp cả trong cả ngoài thì sẽ ok hơn, tức là trong uống ngoài bôi. Bôi nó sẽ giúp cho bạn là loại bỏ hết các cái lớp nám, co da không đều màu, hoặc là những bạn mà bị lỗ chỗ đấy, đấy bị thâm đấy. Đấy, thì chúng ta sẽ hết được cái vấn đề đấy luôn. Và bên trong các bạn uống tăng cường nội tiết từ bên trong, nó đẩy ra, kết hợp cả trong cả ngoài. Như vậy mình đảm bảo cho mọi người là các bạn đã hết nám rồi, các bạn duy trì theo kiểu vừa chăm sóc da mà vừa bổ sung nội tiết, cân bằng nội tiết ở bên trong thì quá là ok. Chứ còn nếu mà dùng một trong vài loại mà mình đã giới thiệu, ví dụ như collagen hay là vitamin E hay là tinh dầu hoa anh thảo hay là sữa ong chúa mà hết được nám thì không có đâu mọi người nhá. Đó, mọi người phải sử dụng cho mình kết hợp nha, hoặc là dùng những viên uống tổng hợp, viên uống điều trị nám thì nó mới trị nám cho mọi người được. Đó, ok chưa ạ? Đó, nếu mà còn thắc mắc thì mọi người có thể liên trực tiếp với mình hoặc là inbox cho mình thì mình sẽ tư vấn cụ thể mọi người luôn. Số điện thoại của mình là Nguyễn Loan 0985 328 298. Đấy, Zalo, Facebook là mình cũng đều dùng số này luôn nha mọi người. Đấy, ok, xin chào cả nhà.